Với niềm đam mê nghệ thuật xiếc, nghệ sĩ Mỹ Phụng đã đi biểu diễn ở nhiều nơi trong các sự kiện văn hóa, được các hội đoàn Pháp và Việt tổ chức. VTC10 đã có cuộc trò chuyện cùng với nghệ sĩ ngay bên lề sự kiện vừa diễn ra tại thành phố Épinay-sur-Seine, Pháp. Chào chị ạ, khó khăn của người phụ nữ mà khi theo nghiệp xiếc như thế nào và chị đã khắc phục cái điều đấy ra sao ạ? Thì là phụ nữ ngoài công việc thì chúng ta còn bị phân phối rất nhiều bởi gia đình và con cái. Và đặc biệt cơ thể của người phụ nữ sau khi mà sinh nở xong thì không còn được như trước nữa. Mà cái bộ môn xiếc thì đòi hỏi sự dẻo dai, sự và cường tráng. Cho nên đối với Phụng cái đó là khó khăn nhất của người phụ nữ. Còn mà để khắc phục cái khó khăn đó thì Phụng nghĩ là chỉ có cái lòng quyết tâm và cái lòng đam mê thì sẽ thành công. Được biết chị có hai người em trai rất là nổi tiếng trong cái môn nghệ thuật này là Quốc Cơ và Quốc Nghiệp. Thì cái điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến chị ạ? Dạ, từ khi lập gia đình và sang định cư tại Pháp thì Phụng đã ngưng biểu diễn xiếc trong vòng 10 năm. Và cũng là do ba và hai em trai Quốc Cơ, Quốc Nghiệp khuyên Phụng nên diễn lại lần cuối để làm kỷ niệm. Nhưng mà không ngờ cái lần đó lại là cái lần mà Phụng bắt đầu lại cái bộ môn này. Và nói về sức ảnh hưởng thì hai em trai Cơ Nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đối với Phụng. Vì đó là một cái động lực để mà Phụng cố gắng. Thì có hai người em như thế này Phụng cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vinh dự và tự hào. Bởi vì hai em giúp rất nhiều và cũng là những người cho Phụng rất nhiều ý kiến để mà Phụng trở lại với nghề. Hai con trai của chị còn rất nhỏ nhưng mà đã biểu diễn và được khán giả rất là yêu thích. Thì chị nghĩ gì về cái điều này? Từ bé thì hai cháu đã xem mẹ đi biểu diễn ở nhiều nơi và tập luyện, cho nên đối với hai bé thì đó là một trò chơi rất là thú vị và cứ đòi mẹ cho lên thử. Thì lúc đầu cũng không có cho thử tại vì thấy còn bé quá mà tập làm gì, nhưng mà sau này mới thấy là hai cháu còn làm được nhiều động tác hơn cả mẹ nữa. Thì Phụng cảm thấy rất vui vì cái niềm đam mê của mình được truyền lại cho hai con. Cái kế hoạch biểu diễn năm nay của chị là gì ạ? Ở bên Pháp này thì có rất là nhiều hội đoàn, rất nhiều sự kiện mà mình có thể tham gia. Nên kế hoạch trong năm nay là Phụng sẽ diễn được nhiều nơi dành cho các sự kiện thêm nữa. Xin cảm ơn chị ạ.